Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Phát Computer. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một bộ tản nhiệt nước All-in-One có mức giá chỉ chưa tới 2 triệu đồng. Cụ thể hơn nữa thì tại Phát Computer, sản phẩm này đang có mức giá chỉ là 1 triệu 800 nghìn đồng. Và đối với một bộ sản phẩm tản nhiệt nước All-in-One có mức giá rẻ đến như vậy thì liệu rằng hiệu năng của sản phẩm này nó sẽ có thể đáp ứng tốt cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta sử dụng hay là không? Và sự khác biệt của nó so với những loại tản nhiệt stock sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng mình khám phá trong video ngay bây giờ. Và sản phẩm mình muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn ở trong video ngày hôm nay đến từ thương hiệu rất nổi tiếng trong việc làm tản nhiệt cho máy tính, đó chính là thương hiệu Deep School. Model này thì nó sẽ có mã đó chính là Gamma L240 RGB. Và để cho các bạn có cái nhìn cụ thể hơn nữa thì chúng ta sẽ đi đến với những thành phần chính cấu tạo nên bộ tản nhiệt nước này, cũng như hiệu năng của nó so với những loại tản nhiệt stock thông thường nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là về phần thiết kế thì vì đây là một trong những loại tản nhiệt nước All-in-One, thế nên thiết kế của nó sẽ không có quá nhiều sự khác biệt so với những bộ tản nhiệt nước All-in-One của Deepcool hay là của các hãng khác. Đối với phần rát của bộ tản nhiệt nước này thì nó sẽ có cái hình dạng, đó chính là hình dạng chữ E. Và việc sử dụng rát tản nhiệt có hình chữ E này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái diện tích và cái bề mặt lớn hơn. Phần nào đó nó sẽ giúp cho cái phần chất lỏng khi mà chúng ta đi qua cái phần rát này nó sẽ làm mát hơn so với những loại rát thông thường. Và để làm mát cho cái đường ống dẫn nước này thì Deepcool đã trang bị cho Gamma L240 RGB này với hai fan có diện tích khá lớn lên tới 12 cm. Hai fan này thì nó cho một hiệu năng rất là tốt, không xảy ra hiện tượng quá ồn trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Và cái điểm đáng chú ý nhất của hai fan này đó chính là việc nó sẽ được trang bị dày đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Điều này thì nó sẽ giúp cho cái bộ rát của chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn. Và không chỉ dừng lại ở đó thì bộ cây khi mà chúng ta dùng cái bộ tản nhiệt nước này thì nó cũng trở nên hấp dẫn hơn khi mà chúng ta nhìn vào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với phần perm của bộ tản nhiệt nước này. Và điểm đáng chú ý có thể kể đến đó chính là việc nó sẽ được sử dụng vòng bi và lõi trục bằng gốm, giúp tăng tuổi thọ lâu hơn so với những bộ tản nhiệt nước thông thường. Đối với block tản nhiệt thì nó sẽ được cấu tạo từ một miếng đồng nguyên chất, và nó có một cái kích thước cũng cực kỳ là lớn. Vậy nên thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong cái việc tản nhiệt trên CPU sẽ được lan tỏa ra đều hơn, và dĩ nhiên thì nhiệt độ trên CPU cũng sẽ ổn định hơn. Và có một lưu ý nho nhỏ cho các bạn, đó chính là cái phần block tản nhiệt này thì nó hoàn toàn có thể gắn được cho cả dòng chip Intel cũng như là cả dòng chip AMD. Đối với phần logo ở trên perm của sản phẩm này thì nó cũng sẽ được trang bị một cái dải đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Và một điều mình thấy khá là ít những nhà xuất làm tản nhiệt nước All-in-One có điều này. Thông thường thì mình chỉ thấy nếu như họ làm cái phần perm có đèn LED RGB thì cái phần rack sẽ không có, còn nếu như phần rack có thì cái phần perm thì không. Còn trên con Gamma L240 RGB này thì nó lại có cả hai. Đi đến với phần trải nghiệm, cấu hình mình đang sử dụng để test cái nhiệt độ CPU trong video ngày hôm nay đó chính là con chip Intel Core i5-8600K, RAM 16GB và card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB RAM. Trong quá trình mình test thì đối với những phần mềm benchmark thì đối với tản nhiệt stock, nhiệt độ CPU thay đổi liên tục, nó tăng một cách khá là nhanh, có lúc lên tới hơn 70 độ C và không ổn định một chút nào trong quá trình mình test. Do nhiệt độ quá nóng thế nên thì xung nhịp nó đã bị đẩy xuống thấp, khiến máy của mình nó không đạt được một hiệu năng cao nhất và không ổn định. Tuy nhiên khi mình lắp con Gamma L240 RGB này vào thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Nhiệt độ CPU ổn định chỉ dao động từ 50 cho đến 60 độ C. Trong quá trình mình sử dụng thì xung nhịp của CPU cũng không bị giảm xuống, vậy nên thì máy luôn trong tình trạng mát mẻ và hiệu năng đạt được một cách cao nhất. Để tổng kết lại về con Deepcool Gamma L240 RGB này thì đây là một trong những sản phẩm có mức giá rất tốt so với những gì mà nó mang lại từ thiết kế, hiệu năng và tính tiện dụng của một bộ tản nhiệt nước All-in-One. Vậy nên thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn vô cùng hợp lý để cho chúng ta nâng cấp từ một bộ tản nhiệt khí lên một bộ tản nhiệt nước mà chi phí nó cũng khá là hợp lý. Và nếu như các bạn muốn sở hữu bộ tản nhiệt nước All-in-One này thì các bạn có thể truy cập vào website của Phát cũng như truy cập vào đường link mình sẽ để phần mô tả bên dưới video này. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem cảm thấy video hữu ích thì đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để tiện theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại kênh YouTube Phát Computer. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.